Xin chào các em. Chào mừng các em đến với giờ học âm nhạc trực tuyến ngày hôm nay. Các em thân mến, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID nên cô trò chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những giờ học trực tuyến. Chúc các em có một giờ học thật hiệu quả và thật vui vẻ nhé. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nào. Các em học sinh thân mến, trong chúng ta ai cũng đều có ước mơ và mong muốn ước mơ đó trở thành hiện thực. Trong cuộc sống, ước mơ chính là động lực giúp chúng ta định hướng dẫn tới thành công. Và hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em một bài hát rất hay có nội dung nói về điều này. Xin mời các em cùng đến với tiết 12, học hát bài Ước mơ, nhạc Trung Quốc, lời Việt, An Hòa. Cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu vài nét về đất nước Trung Quốc nhé. Xin mời các em cùng quan sát lên màn hình. Đây chính là bản đồ thế giới. Và đây là vị trí của đất nước Trung Quốc trên bản đồ thế giới. Các em có biết không, Trung Quốc là một đất nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới, là nước láng giềng tiếp giáp với Việt Nam. Trung Quốc có rất nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng, và nổi tiếng nhất đó là Vạn Lý Trường Thành. Có thể nói, Vạn Lý Trường Thành là một công trình vĩ đại nhất của Trung Quốc. Nó có chiều dài đến tới 21.196 km, được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên qua nhiều triều đại lịch sử Trung Quốc. Năm 1987, Vạn Lý Trường Thành được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bài hát Ước mơ là một bài hát nhạc Trung Quốc được viết ở thể loại nhịp 4/4 với giai điệu thiết tha, trìu mến. Lời ca của bài nói lên ước mơ của các bạn nhỏ mong muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người. Bài hát đã được nhạc sĩ An Hòa viết lời Việt. Sau đây, cô xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát. Bài hát Ước mơ được chia làm 4 câu hát. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em tập đọc lời ca. Hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. 1, 2. Trên cành cây chim ca líu lo, như hát lên bao lời mong chờ. 1, 2. Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên, cuộc sống tươi đẹp thêm. 1, 2. Cho đàn em tung tăng múa ca, trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà. 1, 2. Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em tập hát từng câu hát nhé. Lần thứ nhất, các
em sẽ lắng nghe cô hát mẫu. Lần thứ hai, các em sẽ hát hòa giọng theo nhạc. Và lần tiếp theo, các em mới thể hiện lại thêm một lần nữa. Sau đây, xin mời các em lắng nghe câu hát thứ nhất. Trong câu hát 1, có những ca từ luyến sau các em cần lưu ý, đó là ca từ dưới và ca từ sinh. Lưu ý, ngân đủ 4 phách ở cuối câu hát. Các em hãy chú ý lắng nghe để thể hiện thật đúng nhé. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu câu hát thứ hai. Trong câu hát 2, các em cần thể hiện đúng những ca từ luyến sau, đó là ca từ cành, líu và mong. Chú ý, ngân đủ 4 phách cuối câu hát. Trên cành cây chim ca líu lo, như hát lên bao lời mong chờ. Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Sau đây, các em hãy lắng nghe cô ghép nối câu 1 và câu 2 nhé. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. Trên cành cây chim ca líu lo, như hát lên bao lời mong chờ. Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Chúng ta cùng đến với câu hát thứ ba. Trong câu hát 3, các em cần thể hiện đúng ca từ luyến sau, đó là ca từ tươi. Lưu ý, khi hát, ngân đủ 4 phách cuối câu hát. Xin mời các em lắng nghe câu hát. Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên, cuộc sống tươi đẹp thêm. Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Xin mời các em lắng nghe câu hát thứ tư. Trong câu hát thứ tư, các em cần thể hiện các ca từ luyến sau, đó là ca từ đàn, múa và muôn. Lưu ý, khi hát, ngân đủ 4 phách cuối câu hát. Cho đàn em tung tăng múa ca, trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà.
Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Các em hãy lắng nghe cô ghép câu 3 và câu 4. Khi hát, các em lưu ý cần thể hiện đúng các ca từ luyến trong hai câu hát. Ngân đủ 4 phách cuối câu hát 3 và cuối câu hát 4. Xin mời các em lắng nghe. Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Vậy là cô hướng dẫn các em tập hát từng câu hát rồi. Sau đây, xin mời các em lắng nghe cô ghép toàn bộ cả bài hát nhé. Cô xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Các em học sinh thân mến,
để giúp cho các em tự tin ở phần trình diễn. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em biết hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp. Các em hãy lắng nghe cô thể hiện câu hát 1 nhé. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. Cô mời các em thực hiện cùng cô nào. Các em chú ý ca từ cuối cùng gõ 2 tiếng nhé. 1, 2. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. Sau đây, cô xin mời các em sử dụng nhạc cụ và dụng cụ mình có sẵn để gõ đẹp toàn bộ cả bài. Các em có thể sử dụng thanh phách, trống con, thước kẻ, bút chì, cốc. Các em hãy quan sát để gõ đẹp thật chính xác các ca từ được đánh dấu. Xin mời các em thể hiện theo nhạc. Thể hiện thêm một lần nữa nhé. Chúng ta đã hoàn thành xong tiết 12 rồi. Và do lịch dạy đẩy chương trình nên hôm nay cô sẽ lồng tiết 13 vào trong bài giảng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang tiết 13 nào. Để giúp các em ghi nhớ nội dung bài đã học và tìm hiểu thêm những kiến thức mới, thì giờ học hôm nay cô mời các em cùng tìm hiểu tiết số 13. Nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát ước mơ. Nội dung thứ hai, giới thiệu khuôn nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, ôn tập bài hát ước mơ. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô thể hiện lại bài hát ước mơ nhé. Hãy subscribe.
Các em thân mến, có nhiều cách để mình thể hiện một bài hát và để bài hát ấy thêm phần sinh động. Chúng ta sẽ ôn tập bài hát kết hợp với vận động các em nhé. Cô mời các em cùng tham khảo một số động tác từ video dưới đây. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. Giới thiệu khuôn nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu với các em đó là khuôn nhạc. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình nào. Khuôn nhạc của chúng ta gồm có 5 dòng kẻ song song cách đều nhau, tạo thành 4 khe. Các dòng kẻ và khe được tính từ dưới lên. Như vậy, chúng ta sẽ có 5 dòng và có 4 khe. Tiếp theo, cô và các em sẽ tìm hiểu về dòng phụ và khe phụ. Ngoài 5 dòng kẻ chính ra, cô sẽ có những dòng phụ như thế này. Và khi đó sẽ tạo thành những khe phụ. Cô có dòng kẻ phụ ở phía dưới và dòng kẻ phụ ở phía trên. Cô mời các em cùng quan sát vị trí của nốt nhạc ở trên dòng kẻ phụ và khe phụ. Các em thân mến, khóa nhạc là một ký hiệu trong soạn nhạc dùng để biểu lộ cao độ của các nốt nhạc được viết ra. Khóa nhạc được đặt ở đầu mỗi khung nhạc, biểu thị tên và cao độ của nốt nhạc nằm trên dòng kẻ nhạc đó. Trong các loại khóa nhạc thì khóa son là phổ biến nhất. Khóa son được đặt ở dòng kẻ thứ hai đầu mỗi khung nhạc. Cô mời các em cùng quan sát vị trí của khóa son trên khung nhạc. Các em thân mến, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tập vẽ hình nốt nhạc trên khuôn nhạc nhé. Các em lưu ý, khi viết hình nốt nhạc trên khuôn nhạc, hình nốt sẽ nằm gọn trong một ly. Đuôi của nốt kéo dài 2 ly rưỡi đến 3 ly. Và các em lưu ý một điều nữa, đó là đuôi của nốt chúng ta phải viết theo chiều thẳng đứng nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát và tập vẽ các hình nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn và nốt móc kép trên khuôn nhạc. Các em thân mến, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu tiết số 13 với 2 nội dung. Nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát ước mơ. Nội dung thứ hai, tìm hiểu về khuôn nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Thông qua bài học, cô hy vọng các em đã có thêm những kiến thức rất hay và bổ ích về âm nhạc. Ở nhà, các em hãy ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại những video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.